Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 là giải pháp thiết thực, kịp thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương đẩy mạnh sản xuất, phát triển thị trường trong bối cảnh cả nước đang lấy lại đà tăng trưởng, kích cầu tiêu dùng. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, thương mại dịch vụ du lịch của cả nước đã phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2023 ước đạt 552,7 ngàn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đa dạng các hình thức mua hàng, khuyến mại, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà Bộ Công Thương đã đề ra, giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm, góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng ở mức cao của nền kinh tế. Chương trình này xuất phát điểm cũng là từ cái việc mà để tạo ra một cái mùa mua sắm, một cái thời điểm hết sức là đặc biệt cho cả người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp, đẩy mạnh được cái tiêu thụ, đơn chuyển hàng hóa ở ngay thị trường trong nước. Đối với du lịch thì chúng ta có thể là đẩy mạnh cái việc xuất khẩu tại chỗ. Triển khai chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023, thành phố Hà Nội đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các doanh nghiệp, tiếp nhận trên 12.000 thông báo đăng ký khuyến mại với tổng giá trị ước tính khoảng trên 25.000 tỷ đồng. Chương trình này góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Sở Công Thương Hà Nội, trong 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đã đạt trên 703.000 tỷ đồng, tăng 10,8%, trong đó bán lẻ chiếm 63%. Hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia của Bộ Công Thương phát động thì thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai cái chương trình khuyến mại tập trung của thành phố Hà Nội với tổng trị giá cái mặt hàng hóa phục vụ khoảng trên 30.000 cái mặt hàng sản phẩm đăng ký thực hiện cái chương trình khuyến mại của Bộ Công Thương từ nay đến cuối năm 2023. Để chúng tôi mua sắm những các cái vật dụng, các cái sản phẩm nó phù hợp đấy, và có tính mới lạ thì mới, đối với các gia đình đấy, và mà chốt lại là giá cả thì nó phải là hợp lý phải chăng. Cuối năm là thời điểm vàng để người dân tập trung mua sắm chuẩn bị Tết. Tận dụng khoảng thời gian này, các đơn vị bán lẻ và doanh nghiệp đã chủ động tăng cường nhiều hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm, mở rộng các kênh tiêu thụ và đưa ra các chương trình khuyến mại, đón sóng tiêu dùng dịp cuối năm. Các trung tâm thương mại, siêu thị và sàn thương mại điện tử đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn, không khí mua sắm khá rộn ràng. Hầu hết, các mặt hàng từ thời trang, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, điện thoại, máy tính đều có mức giảm giá từ 10 đến 90%. Với chính sách thuế giảm từ 10% xuống 8%, cùng với chỉ đạo của Bộ Công Thương xây dựng chương trình tháng khuyến mại quốc gia đã thúc đẩy và đem lại được cái chương trình khuyến mại lớn cho các khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm và thúc đẩy được nhu cầu tiêu dùng. Cùng với những hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kích cầu và đẩy mạnh phát triển các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa được Bộ Công Thương triển khai trong thời gian vừa qua, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 Việt Nam Grand Sale 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các năm trước, giúp phát triển sản xuất, tiêu dùng, gia tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, góp phần vào sự tăng trưởng nền kinh tế của Việt Nam năm 2023.